Alo, xin chào vị thính giả. Vâng, alo, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, mời anh trao đổi đi ạ. Vâng, vâng, báo cáo với bác sĩ, tôi tên là Tho. Tôi muốn tư vấn cho, nhờ bác sĩ tư vấn cho vợ tôi, năm nay 60 tuổi. Vâng. Thế mà đã đi chụp, đã bị đau lưng, thế đi chụp cộng hưởng từ và đã điều trị tại bệnh viện 103. Và hiện nay thì nó cũng tương đối ổn định. Thế nhưng hiện nay nó cứ bị buốt ở từ mông xuống, cứ thỉnh thoảng bị buốt. Phần thứ nhất là nó cũng đang điều trị cái thuốc cốt thái vương. Vâng. Thế cũng hỏi bác sĩ là như thế thì cái hiện tượng buốt ấy nó do cái nguyên nhân nào, do về đốt sống hay về cái gì ạ? Và câu hỏi thứ hai nhờ bác sĩ trả lời giúp cho, cái là tôi có ông anh năm nay ông có 76 tuổi. Ông cứ ngồi thì nó không việc gì, nhưng đi nó đau mà ngồi mà không cẩn thận nó cứ chạch cái khớp ra, cứ phải lựa lựa vào thì nó lại vào, nó lại được ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Dạ vâng, chào anh. Anh có hai vấn đề, một là hỏi cho ông anh, hai là hỏi cho vợ. À, vợ anh 60 tuổi, đau lưng. Cái đau lưng này của tôi không biết rằng là cái cột sống ở vùng thắt lưng có vấn đề gì không. Nếu những cái vấn đề ví dụ như thoái hóa, ví dụ như là gai đôi chẳng hạn, những cái trường hợp như vậy thì có thể chèn ép vào dây thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh tọa. Khi chèn ép vào dây thần kinh tọa thì có gây tình trạng là đau ở vùng thắt lưng âm ỉ, đau lan xuống dưới mông, đau lan xuống dưới đùi, rồi lan xuống dưới cẳng chân, thậm chí lan xuống cả cổ chân và bàn chân. Đối với điều trị đau ấy, dây thần kinh tọa này, cái đau này do cái chèn ép dây thần kinh tọa cho nên gây tình trạng đau như vậy, thì có thể sử dụng các phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền, sử dụng các phương pháp dùng thuốc và kết hợp với phương pháp không dùng thuốc, hoàn toàn có thể được. Đối với tình trạng như của chị ấy thì có thể là chế độ ăn hợp lý, tránh thừa cân béo phì, và ngoài cơn đau thì nhớ là cái quá trình vận động rất là tốt cho cái khớp của chị ấy. Cái điều thứ hai là hỏi cho ông anh 76 tuổi rồi ngồi thì anh cái bị khớp háng thì bị phải không ạ? Đối với tình trạng các khớp mà bị như thế tôi nghĩ rằng cần phải đi khám, và đối với tình trạng khoa xương khớp xem cái tình trạng bệnh lý như thế nào, vì ở cái tuổi 76 này thì cái tuổi bệnh lý về xương khớp chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề, thì chúng ta cũng xem là cái khớp của anh có vấn đề gì không, và thứ hai nữa rằng là có những cái biện pháp nào đó có thể giúp cho anh ấy ổn định cái khớp được không. Tôi nghĩ rằng là cần phải khám cụ thể thì mới có thể tư vấn được anh nhé. Vâng.